Khi mà chúng ta thực hiện như vậy dần dần lần lượt thì đến cái thời điểm thực sự mà chúng ta cai sữa cho con thì cái thời điểm đó sẽ diễn ra rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng và nó không hề tốn quá là nhiều nước mắt của cả mẹ cả con. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel Bỉm Sữa của Linh nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà chúng ta có thể cai sữa cho em bé thật là đơn giản, hiệu quả, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bé và cũng tránh căng tức sữa. Các bạn có biết không, theo rất là nhiều nghiên cứu và những cái báo cáo thì để cai sữa cho con tốt nhất và hiệu quả nhất đó là để cho con thôi sữa tự nhiên. Thế nhưng mà cái thời điểm thôi sữa tự nhiên của em bé thì thường dao động từ khoảng 4 đến 7 tuổi. Nó thực sự rất là khó tin và mình nghĩ rằng ở trong cái thời buổi hiện đại ngày nay thì rất là hiếm mẹ có thể thực hiện được theo cái việc thôi sữa tự nhiên đó. Vẫn có mẹ có thể thực hiện được và rất là tốt, tuy nhiên là mình nghĩ là cái phần trăm các mẹ có thể thực hiện rất là ít thôi. Và theo những cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các mẹ nên cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Sau 6 tháng thì các mẹ vẫn tiếp tục duy trì cho con bú sữa mẹ kết hợp với ăn dặm cho đến khi ít nhất là con được 2 tuổi. Đó là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế nhưng mà rất là nhiều mẹ cũng có thắc mắc là nếu như mà chúng ta cai sữa cho em bé sớm hơn cái thời điểm 24 tháng thì có làm sao không? Trên thực tế là việc nuôi con sữa mẹ thì chúng ta theo đuổi một cái mục tiêu lâu dài và một cái định hướng chung. Đó là chúng ta có thể cố gắng là nuôi con sữa mẹ hoàn toàn nhiều nhất và dài nhất có thể. Thế nhưng nếu như vì một cái điều kiện hoàn cảnh nào đó không cho phép mà mẹ cần phải thôi sữa cho con thì mình nghĩ rằng cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Và để trả lời cho cái câu hỏi là đâu là thời điểm thích hợp để cai sữa cho em bé thì mình nghĩ rằng bà mẹ sẽ chính là người có câu trả lời chính xác nhất. Mẹ phụ thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của mình ở thời điểm hiện tại, mình có thể tiếp tục cho con bú sữa mẹ không? Thứ nhất là về thời gian của mẹ, thứ hai đó là về sức khỏe của mẹ và con, và tiếp theo là về lượng sữa của mẹ liệu có thể đảm bảo cho con đi sữa mẹ hay không. Khi mà mình nói ra như vậy thì không có nghĩa rằng mình khuyến khích cái việc các mẹ thôi sữa sớm cho con, mà chỉ đơn giản là chúng ta hãy cố gắng theo đuổi một cái mục tiêu chung là nuôi con sữa mẹ hoàn toàn lâu nhất có thể. Còn nếu như vì cái điều kiện hoàn cảnh không cho phép mà mẹ cần phải thôi sữa cho con sớm hơn thì đó cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì mà phải quá là lo lắng hay là căng thẳng cả. Chỉ có điều là trước khi mà cai sữa cho con thì các mẹ hãy tìm hiểu trước để biết cái cách cai sữa cho nó phù hợp nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến phần tiếp theo, đó là làm thế nào để chúng ta cai sữa cho con. Mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ từng bước một thật là chi tiết nhé. Cái bước đầu tiên và mình nghĩ rằng đây là bước quan trọng nhất, thế nhưng mà rất là nhiều mẹ lại bỏ qua cái bước này. Bước đầu tiên đó là chúng ta hãy chuẩn bị cái tâm lý cho cả mẹ và bé thật là vững vàng. Tại sao nó lại quan trọng như thế? Thì mình chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm cá nhân của mình khi mà mình cai sữa cho bé Giam. Ở cái thời điểm đó thì mình chỉ là cai sữa không cho con ti trực tiếp nữa mà mình vẫn hút sữa cho con ăn bình. Và cái thời gian đầu ấy, những cái ngày đầu tiên, khoảng 7 ngày đầu tiên khi mà mình mới cai sữa cho con thì mình cảm giác một cái sự hụt hẫng vô cùng. Mặc dù là mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước rất là kỹ rồi, mình đã xác định tư tưởng từ trước và mình xác định trước đó khoảng 2-3 tháng là mình đã xác định cái thời điểm mà mình sẵn sàng để có thể cai sữa cho con, không cho con ti trực tiếp nữa. Thế nhưng mà thời điểm đó thì mình vẫn, khi mà thực tế và thực sự là mình cai sữa con, mình không cho con ti trực tiếp nữa thì mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Bởi vì bình thường là khi mà mình đi làm về đến nhà là mình sẽ bế con, mình sẽ cho con ti, hai mẹ con ôm ấp vuốt ve nhau, nói chuyện tình cảm trìu mến. Thực sự nó là một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Và khi mất đi cái cảm giác đó rồi thì mình thấy hụt hẫng lắm. Mình thấy là cảm giác rất là thương con, khi mà nhìn con rất là thương con, lúc nào cũng chỉ muốn là ôm con vào lòng để cho con ti mẹ thôi. Thực sự là như vậy, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi chứ không phải là không. Đó, thì mình nghĩ rằng là nếu như mà mẹ mà không chuẩn bị tâm lý thì mẹ sẽ còn bị bất ngờ và mẹ còn bị hụt hẫng hơn rất là nhiều. Đó là đầu tiên về phía mẹ là như vậy. Còn về phía em bé thì nó còn quan trọng hơn nhiều nữa. Nếu như mà mẹ có thể thì tốt nhất là mẹ hãy xác định cái thời điểm cai sữa cho con và mẹ hãy thông báo cho con sớm hơn,
khoảng ít nhất là 2 đến 3 tháng trước khi mà mình thực sự cai sữa cho con. Người ta gọi đó là phương pháp nhập tâm, có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu có một cái hành động gì đó, hoặc là chúng ta có cái sự thay đổi hoặc chuyển biến nào đó nhất định trong cái sự phát triển của con, thì mình cũng sẽ thông báo với con trước, thông báo về việc là con chuẩn bị tới đây thì con sẽ được cai sữa mẹ, con sẽ không cần phải ti mẹ trực tiếp nữa. Nếu như không tìm hiểu thì có lẽ là rất là nhiều người lớn chúng ta nghĩ rằng em bé con nhỏ thế thì đâu có biết đâu, cần gì phải thông báo, em bé làm sao mà có thể hiểu được. Nhưng các mẹ có biết không, em bé hoàn toàn có thể cảm nhận được cái tâm lý sinh lý của con đang phát triển rất là mạnh mẽ. Vậy nên là chúng ta tránh làm những cái việc ảnh hưởng đến cái tâm lý của con, ảnh hưởng đến nặng nề đến tâm lý của con về sau này. Thì cái cách mà mình làm thực tế đối với bé Sam đó là mình thông báo cho con trước 2 tháng, trước khi cái thời điểm mà con được cai sữa. Thì hàng ngày khi mà mình cho con ti này, khi mà mình có thời gian mình thủ thỉ nói chuyện với con, thì mình sẽ thông báo về việc là 2 tháng nữa thì con sẽ được cai sữa mẹ. Con sẽ không cần phải ti mẹ trực tiếp mà con vẫn có thể lớn khôn và khỏe mạnh như các anh chị được. Và con có thể uống sữa bằng cốc, bằng bình ti. Và mình cũng thông báo luôn cái lý do tại sao mà mình không cho con ti trực tiếp nữa. Sau đó thì hàng ngày mình vẫn sẽ nói chuyện với con như vậy. Song song với việc trò chuyện, nói chuyện với con, thì mình đồng thời là mình cắt bớt dần dần số lần mà con ti mẹ trực tiếp và tăng số cữ con ăn bình và uống sữa bằng ống hút. Đồng thời là ngoài sữa mẹ ra thì mình cũng có cho con ăn thêm sữa công thức và các loại sữa hạt. Có nghĩa là trong cái thời điểm này thì chúng ta sẽ tìm cái biện pháp thay thế thay vì ti mẹ trực tiếp, đó là cái phương pháp cho con ăn thay đổi này. Đồng thời là cái loại thức ăn của con cũng có thể thay đổi theo, nhất là với những mẹ sữa đã ít rồi, hoặc là các mẹ xác định là không cho con ăn sữa mẹ nữa mà chuyển sang một cái loại thức ăn khác, thì các mẹ sẽ thay thế dần dần như vậy để con làm quen dần. Tránh cái trường hợp là đột ngột thay đổi thì em bé sẽ rất là khó để chấp nhận được. Khi mà chúng ta thực hiện như vậy dần dần lần lượt thì đến cái thời điểm thực sự mà chúng ta cai sữa cho con, thì cái thời điểm đó sẽ diễn ra rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, và nó không hề tốn quá là nhiều nước mắt của cả mẹ cả con. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn cái thời điểm thích hợp để chính thức cai sữa cho con. Thì cái thời điểm đó nên là cái khoảng thời gian mát mẻ và thoải mái, và đồng thời là sức khỏe của con được tốt, ổn định, con không phải nằm trong những cái tuần khủng hoảng, hoặc là con không phải gặp phải những cái đợt biếng ăn. Thì đó là cái thời điểm thích hợp để mẹ có thể tiến hành cai sữa hoàn toàn cho em bé. Ở cái thời điểm chính thức mà mẹ cai sữa cho con, thì lúc đó mẹ có thể áp dụng một số phương pháp dân gian mà mình nghĩ rằng ở trên mạng internet có chia sẻ rất là nhiều. Các mẹ có thể là làm xấu bầu ngực của mình đi để cho nhìn nó xấu xí và em bé không muốn ti nữa. Các mẹ có thể là buộc cái sợi tóc vào đầu ti của mình để cho dặm và em bé không thể bú ti được. Hoặc là các mẹ bôi một chút thuốc đắng lên cái đầu ti của mình, em bé bú thấy đắng và không muốn bú nữa. Cách nào cũng được. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng cái đó là cái biện pháp tức thời và nó chắc chắn là nó sẽ có kết quả. Nhưng mà cái bước chuẩn bị mà mình vừa mới chia sẻ cho mọi người cũng là một cái bước vô cùng quan trọng mà các mẹ không nên bỏ qua. Đặc biệt nó rất rất quan trọng. Nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển và cái tâm sinh lý của con về sau này. Và khi mà các mẹ đã quyết định cai sữa cho con rồi, thôi không cho con bú nữa, thì mình nghĩ rằng các mẹ không nên cho con bú lại. Tất nhiên là các mẹ sẽ có một cái tâm lý rất là mong muốn có thể quay trở lại cho con bú lại được. Nhất là với những mẹ khi mà chúng ta không chuẩn bị từ trước và chúng ta quá gấp gáp trong việc cai sữa cho con, thì em bé sẽ khóc rất là dữ dội. Em bé sẽ đòi mẹ và khóc rồi quấy, rồi mẹ sẽ cảm giác rất là thương con. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào mà vì như vậy mà chúng ta bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ cuộc giữa chừng thì lần sau cai sữa cho em bé sẽ khó khăn hơn. Và đồng thời là em bé sẽ phải chịu 2 lần khóc, 2 lần quấy chứ không phải 1 lần như bình thường nữa. Có một số em bé cai sữa rất là nhanh, nhất là với những em bé đã được chuẩn bị từ trước rồi, thì chính thức chỉ cần 1 ngày là em bé có thể cai sữa được. Thế nhưng cũng có những em bé sẽ phải kéo dài đến khoảng 1 tuần. Tiếp theo đó là sau khi mà cai sữa cho con, và nhất là với những mẹ không hút sữa để cho con ăn bình nữa mà chúng ta cai luôn cho con ấy, thì các mẹ sẽ gặp cái hiện tượng căng tức ngực.
Tất nhiên nếu như mà mẹ chuẩn bị rồi và mẹ giảm dần số cơ bú của con rồi thì cái hiện tượng căng tức ngực nó sẽ xảy ra ít hơn, ít nghiêm trọng hơn, bởi vì lúc đó thì cái lượng sữa của mẹ đã giảm rất là đáng kể rồi. Còn nếu như mà trường hợp mẹ vẫn còn rất là nhiều sữa, mẹ căng tức sữa rất là khó chịu thì mẹ hãy vắt bớt một chút cái sữa trong bầu ngực của mình ra để mẹ có thể cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Nhưng mà chúng ta cũng không nên hút kiệt bầu ngực, bởi vì hút càng kiệt thì cơ thể càng hiểu là chúng ta cần sữa và sẽ tiết sữa ra nhiều hơn. Chúng ta chỉ hút bớt một chút thôi, và thi thoảng ví dụ như là một ngày thì chúng ta hút cạn một lần thì cũng được, không sao cả. Các mẹ cứ thực hiện như vậy khoảng vài ngày thì lượng sữa của mình sẽ tự nhiên giảm dần và mẹ sẽ không còn cảm thấy căng tức ngực nữa, bởi vì sữa mẹ được tiết ra theo cơ chế cung cầu. Vậy nên nếu như em bé không bú nữa mà mẹ cũng không hút sữa nữa thì cơ thể sẽ tự động hiểu là chúng ta không cần sữa để cho em bé bú, cơ thể sẽ tự động giảm tiết sữa thôi. Nhiều mẹ thì có uống thuốc kháng sinh hoặc là một số loại thuốc để tiêu sữa, nhưng mà mình nghĩ rằng các mẹ cũng không nên tự ý uống thuốc đâu. Nếu như mà chúng ta muốn sử dụng bất cứ loại thuốc nào thì chúng ta nên có cái chỉ định của bác sĩ để cho nó đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình nhé. Trên đây là một số chia sẻ của mình về việc làm thế nào để các mẹ có thể cai sữa cho em bé được đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Mình hy vọng rằng nó có thể hữu ích được cho các mẹ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.